Bữa nay mình làm cái bếp là ăn xôi với thơm chấm với ớt nha cả nhà. Cả nhà cùng mình ăn nha. Trước tiên mình ăn miếng xài trước đi nha cả nhà mời cả nhà nha. Rồi chấm với ớt nha cả nhà. Không nha. Mời cả nhà. Nè, chắc là ăn một chua nữa. Chua mà muốn ớt. Tập mà như thế này miếng lắm nè. Ngon thế nhỉ? Thử thôi, hôm nay ăn được chua cỡ nào. Thử cái này nha. Ngon quá. Nhờ. Ăn với cay nó đã. Ngon quá. Cái này dùng nữa. Ngon cái nhờ. Chạy ăn chua, giòn giòn ngon không? Còn khớm thì cuốn mấy mấy. Làm nước hết luôn. Cái nhờ. Có miếng ớt gì nữa không? Ngon nha. Ăn ngủ rồi không cái nhà. Không sợ nha. Mời cái nhà. Mình mới đi làm về thôi, mình mới làm biết luôn cho cái nhà coi. Chưa ăn cơm, ăn cái này rồi, ăn cơm đã luôn. Đưa con gái nấu cơm mà hai ba lon nữa rồi ăn nữa.
với nhau. Không thế à? Cái này dùng không? Cả nhà cũng thấy ha, video mình hay á thì cả nhà cho mình xin một số lượt đăng ký, một like, một số lượt như cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà nhiều. Ngon quá, ngon mở hoa hồng nhiều quá hay rồi, tại cho phòng nữa hơi đực mà ăn đồ cay đồ chua chua với đồ cay phải tối ngày hôm nay ở nhà nữa. Mọi người những bạn nào có coi video của mình mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký cho mình nha, mình có động lực mình làm thêm video cả nhà. Mà cả nhà ngủ quá không ạ. Chỉ có mình nấu tí á. Ở cái nhà có một ớt thì nó đã rồi. Và ở cái nhà ăn cái ở bụng mới đây à.
chắc hàng mấy tô cơm đúng không? Cái nhà thì thấy em thấy quy giá của mình hay á, thì cả nhà cho mình xin một lượt đăng ký nha, một lượt một like nha cả nhà. Quá ngon luôn. Còn quá nha, nhưng mà ăn này mình hơi bị đổ mồ hôi. Nhà coi gì đó, mình có ý tưởng gì đó, ăn uống gì đó, cái nhà ra ý tưởng cho mình ăn thử nha, cho cả nhà con nha. Cái nhà có ý tưởng gì ăn uống này nọ, cả nhà bình luận vô con mình làm được thì mình làm cho cả nhà con xem. Nhưng mình cũng muốn kinh mình phát triển thêm nữa kìa. Ngon lắm rồi. Mình làm thì không chứ không, mình không có ghép cảnh ăn uống nha cả nhà.
hơi hơi bị ngán rồi đó, nhưng mà còn hai miếng mình cũng ráng ăn cho hết, cũng như ăn cho thử ăn hết thôi. Hấp này cả nhà. Được, ok phải không? Ok, mình cũng ăn hết với cây ngang, có miếng xài rồi, còn miếng để là mình ăn hết nổi. Để rửa bị xe, đưa rửa rồi. Nếu các bạn thấy cả nhà thấy hay em dế mình hay thì hãy đăng ký cho mình nha, để mình có thêm động lực làm, với cho mình thêm một like một bình luận nha cả nhà. Video của mình thường làm lúc 18 giờ hàng ngày nha, chứ tới giờ đó cả nhà cảnh thì cả nhà xin ủng hộ kênh mình nha. Mình cảm ơn cả nhà nhiều, chào tạm biệt cả nhà.